Chào các bạn, hôm nay mình sẽ công bố kết quả của game 25, game tăng ác đội hình. Mình build đội hình siêu VIP từ thẻ cầu thủ bí ẩn. Rồi, và kết quả sổ số miền Bắc ngày 24 tháng 4 năm 2022 có hai số cuối của giải đặc biệt là 85. Thì xin chúc mừng bạn nào comment số 85 và nhanh nhất sẽ là người trúng thưởng của cái hạng này. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào video để xem bạn khán giả may mắn tiếp theo của game này là ai. Và chúng ta sẽ cùng vào mới nhất xếp trước. Wow, rất nhiều bạn khán giả comment. Thực sự rất là cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia game. Mình nhìn thấy và mình cũng cảm thấy rất vui và cũng rất buồn. Buồn là vì mình không thể nào mình đáp ứng đủ được mấy nghìn cái tài khoản để dành tặng cho các bạn. Rất là tiếc là mình chỉ có một tài khoản thôi, nên là mình chỉ có dành tặng cho một bạn may mắn và nhanh nhất. Rất là mong các bạn thông cảm. Và chúng ta sẽ cùng nhau để tìm xem bạn nào là bạn comment số 85 và nhanh nhất. Thì ở đây thì mình đã tìm trước rồi. Do có quá trời comment nên là chúng ta mà tìm ở trên điện thoại thì sẽ không thể nào mà hiển thị hết được comment. Vậy nên bạn nào muốn tìm thì hãy tìm ở trên máy tính các bạn nhé. Các bạn vào phần bình luận và chúng ta vào mới nhất xếp trước, và các bạn kéo xuống dưới cùng. Thì ở đây mình đã tìm ra ở trên máy tính thì bạn khán giả may mắn của chúng ta có tên là Hung Gaming. Thì bạn ấy comment là số may mắn 85. Đó, thì mình đã ghim lên đây. Và bây giờ mình sẽ gửi lời chúc mừng đến cho bạn ấy. Đó. Và có một số thông tin của một vài bạn khán giả sợ mình không trao thưởng được. Đó là mình đã để số Zalo để cho các bạn khán giả có thể liên hệ cho mình dễ hơn. Thì mình có để Facebook hay Zalo thì các bạn ấy cũng đều liên hệ cho mình rất là dễ dàng. Nhưng vấn đề là các bạn ấy không liên hệ, không phản hồi thì mình làm sao có thể trao thưởng được. Mọi thông tin mình đều công khai, đó là group mình để dưới phần mô tả của video. Bất kỳ video nào mình cũng đều nói. Và Facebook thì mình cũng đã ghim ở trên đầu phần bình luận của event đó. Đó, thì liên hệ rất dễ dàng mà các bạn. Mấu chốt chỉ là ở chỗ các bạn ấy không liên hệ cho mình, chứ không phải là vấn đề ở mình các bạn nhá. Mọi thông tin của khán giả trúng thưởng mình đều công khai, minh bạch, rõ ràng, không phải úp mở cái gì cả. Mình rất là mong có người trúng thưởng và có người nhận. Còn vấn đề mà có người trúng thưởng mà không nhận thì cũng đành chịu thôi. Và tiếp theo lại phải thông báo một tin buồn, đó là bạn khán giả may mắn trúng thưởng không liên hệ lại với mình, nên là mình không có cách nào trao thưởng được và kết quả đã bị hủy. Ngay sau khi mà mình comment chúc mừng bạn ấy là bạn khán giả may mắn trúng thưởng, thì những bạn nào mà quan tâm và theo dõi sát sao, ví dụ như là bạn Khánh Linh Đỗ, thì bạn ấy đã comment luôn đó là trúng rồi kìa. Và bạn Hồ Võ Đình Danh, bạn ấy cũng comment là chúc mừng bạn. Đó, những bạn nào mà các bạn ấy quan tâm đến kết quả thì các bạn ấy sẽ theo dõi rất là sát sao và tìm xem ai là người may mắn trúng thưởng. Và các bạn ấy xem là các bạn ấy có may mắn ở game này không. Nhưng mà rất là tiếc là các bạn này chưa trúng. Thì các bạn ấy cũng đã vào chúc mừng. Đó, chỉ như vậy thôi. Còn ví dụ như là bạn Hưng Game Minh này, bạn ấy comment cho vui nên là bạn ấy không phản hồi, thì mình không thể nào mà mình trao thưởng được cho bạn ấy các bạn nhá. Rất là tiếc. Rồi, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên ủng hộ mình một đăng ký kênh, tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Có câu hỏi nào cần mình giải đáp và hướng dẫn thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các event sau. Bye.